Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu một cái loại thuốc trừ bệnh sinh học tên là Esin 4.5 SC. Thì sản phẩm Esin 4.5 SC này có hoạt chất là axit salicylate. Với hoạt chất này thì chuyên trị một số loại bệnh trên cây kiểng, hoa hồng, hoa lan. Hôm nay thì mình sẽ nói về hoa lan trước. Thì hoạt chất axit salicylate này khá là trị được một số loại bệnh. Thứ nhất là cái bệnh thán thư. Đây. Thán thư trên hoa lan. Bệnh thán thư thì do một cái loại nấm tên là Cleptotrichum gây ra. Tiếp theo là hoạt chất axit salicylate này trị được cái bệnh phấn trắng. Đây, bệnh phấn trắng tấn công ở trên lan, đặc biệt là dưới mặt dưới lan. Trong cái điều kiện mà thời tiết mưa nhiều, độ ẩm tăng cao thì cái loại bệnh này nó tấn công rất nhiều. Đi đôi với cái bệnh phấn trắng này á, thường thường á, là nó có thêm cái bệnh đây đốm đen. Đó, các bạn có thể nhìn rõ. Đây. Những cái đốm đen đây nó xuất hiện trên cây lan. Ngoài ra nó có những cái đốm nâu nữa, đốm nâu nhỏ nhỏ đây. Đồng thời cái bệnh đốm nâu và đốm đen nó cũng tấn công vào cái rễ của lan nữa. Phần dưới rễ đây thì nó thường hay ẩm ướt nên nấm tấn công rất là nhiều. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip của mình.